kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong số này chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung vấn đề phát triển và lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số, gặp gỡ và tìm hiểu một số mô hình phát triển văn hóa đọc trong gia đình và cộng đồng tiêu biểu. Phần cuối chương trình là phóng sự về tổ chức thiện nguyện gieo hạt thiện lành tại huyện Yên Mỹ và Khoai Châu với nhiều hoạt động nhân ái ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hiện nay, khi những thiết bị thông minh ngày càng trở nên phổ biến với những tính năng đa dạng hấp dẫn, thì việc đọc sách càng trở nên xa lạ với nhiều người. Tôi cũng hay thường xuyên đọc sách, nhưng mà để mà duy trì mà cái thời gian ngày nào cũng đọc ấy, thì là chưa được đều. Hiện tại bây giờ thì em cũng có đọc sách nhưng mà hiện tại thì cũng không nhiều. Và bây giờ có đưa cho em một cuốn sách thì em nghĩ cá nhân em chỉ tìm những cái thông tin mình cần thôi, còn lại chắc là em không thể đọc hết cuốn sách đấy. Đọc sách không thường xuyên, thậm chí hoàn toàn không đọc sách, đây là điều không còn xa lạ với nhiều người, nhất là các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Có rất nhiều lý do được đưa ra để lý giải việc không đọc sách hoặc không còn yêu thích đọc sách. Tôi bận lắm, không còn thời gian mà đọc sách, hơn nữa là cũng không còn đam mê hứng thú gì với sách. Với cá nhân em thì em chắc chắn sẽ lựa chọn cái điện thoại, bởi vì cái điện thoại nó tích hợp rất là nhiều tính năng và nó tiện lợi với cái thời buổi bây giờ, thì nó có kèm cả sách, cả các thông tin trên các trang mạng nữa, nên là nó sẽ hữu ích hơn quyển sách. Trong xã hội hiện nay, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em tay cầm chiếc điện thoại lướt web hơn là những hình ảnh cầm cuốn sách đọc. Văn hóa đọc từ đó cũng trở nên mờ nhạt hơn, ít được nhắc tới hơn trong cuộc sống. Những cuốn sách, những tập truyện tranh đầy màu sắc là ước mơ một thời của cả thế hệ trước, giờ đã bị cạnh tranh bởi những thiết bị công nghệ thông minh. Trong tình trạng nhiều thiết bị công nghệ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, thì vẫn có một số gia đình đã chú trọng tới việc phát triển văn hóa đọc ngay trong gia đình. Mỗi buổi đọc 5 câu chuyện ngắn, đây là quy tắc mà chị Nhung ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã áp dụng để rèn thói quen đọc sách cho hai con trai. Gọi là quy tắc, nhưng trên thực tế khi thực hiện, chị Nhung đều tìm mua những cuốn sách, cuốn truyện dựa trên sở thích của con để kích thích bé đọc. Dần dần, hai bé nhà chị đều tự yêu thích và hình thành thói quen đọc sách, đọc truyện mỗi ngày. Ngày nào cũng đọc sách ạ. Con thích đọc truyện tranh và truyện cổ tích ạ. Thế hàng ngày con hay đọc sách vào thời gian nào? Lúc con học xong thì con đọc. Con học mà vào thời gian 3 giờ và 9 giờ. Thì trước khi học lớp 1 thì là cái thời điểm mà con còn nhỏ, con chưa đọc được chuyện ấy, thì hàng ngày mình có buổi tối mình có đọc cho con. Sau đó là lớn lên một chút, khi con bắt đầu biết chữ thì mình cứ duy trì là ví dụ như là buổi tối con học xong thì con sẽ đọc một quyển chuyện cổ tích. Sau đó là lớn dần lên là mình cho con đọc chuyện, nhiều chuyện hơn. Ngoài chuyện cổ tích là chuyện tranh ra thì con có đọc các cái chuyện, quyển chuyện như là Nhật ký trưởng thành này, Hạt giống tâm hồn. Không chỉ riêng trẻ em cần rèn thói quen đọc sách, mà ngay cả người lớn cũng cần kiên trì rèn luyện mới có thể hình thành được thói quen và nhận thức được sự cần thiết của mỗi cuốn sách. Là chủ một doanh nghiệp vận tải, công việc kinh doanh rất bận rộn, nhưng vợ chồng anh Hải, chị Trung lại có niềm đam mê, yêu thích với những cuốn sách. Trong lịch thời gian biểu của gia đình anh chị, luôn có khung thời gian cố định cho việc đọc sách. Tôi xây dựng cái thói quen đọc sách được khoảng 2 năm nay. Từ khi mà mình có cái nhu cầu phát triển bản thân, bắt đầu mới đọc sách thì cũng rất là khó và kiểu cảm giác rất là buồn ngủ. Phải trải nghiệm hết cái cuốn sách đầu tiên đã, nó rất là dài. Nhưng mà thay vào đó bây giờ mình có cách đọc sách khác. Mình sẽ đọc sách, mình sẽ khi mà mình đang có nhu cầu về quản trị chẳng hạn, mình sẽ mua sách về quản trị. Và trong đó mình sẽ chọn ra, tìm ra những cái chương mà mình rất là cần nhất. Và sau đó mình đọc hết và mình, sau khi đọc xong mình phải thực hành được cái bài tập đó. Thì lúc đó mình nhớ lâu được. Em thường hay đọc và với cả một vài anh chị em có cùng chung sở thích với nhau. Mình đọc một giờ cố định vào buổi sáng, cứ 4 ngày hoặc 5 ngày trên một tuần là bọn em sẽ dành thời gian đấy ra để chia sẻ về sách với nhau, có thể tập trung vào một quyển, sau đó là cùng giao lưu với nhau. Mỗi người một cách đọc, nhưng ở gia đình anh Hải, đọc sách đã trở thành nếp văn hóa của gia đình. Đối với anh chị, tủ sách chính là một trong những tài sản quý mà anh chị hết sức trân trọng giữ gìn. Để lan tỏa văn hóa đọc, không chỉ từ trong mỗi gia đình mà tại Hưng Yên còn xuất hiện những không gian đọc cộng đồng. Đây có thể là những không gian đọc xuất hiện trong trường học, nhưng cũng có thể đó là những thư viện sách tư nhân mở cửa miễn phí cho người đọc. Tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, không ai là không biết đến thư viện của cô giáo Ngô Thị Hồng Vân. Đến với thư viện này, mọi người được mượn và đọc hoàn toàn miễn phí các loại sách truyện theo sở thích. Hơn 20 năm sưu tầm và đam mê với những cuốn sách, tới nay, thư viện cô Vân đã có hơn 4.000 đầu sách.
Cũng giống như cô giáo Vân, anh Hoàng Quang Khải ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm dành chọn 2 năm tiền lương công nhân để mua sách và mở thư viện miễn phí cho các bạn trẻ trong thôn tới đọc. Thư viện Hạnh Phúc chính là cái tên anh Khải đặt cho thư viện nhỏ của mình với mong muốn lan tỏa được văn hóa đọc tới nhiều bạn trẻ hơn nữa. Đầu tiên là mình mua vài cuốn sách về nhà thôi, đọc vì sao mình trích số tiền mình làm trong vòng 2 năm ra mình xây một cái thư viện nhỏ cho các em ở quanh đây. Em mở cả câu lạc bộ sách này, cũng có những cái buổi live stream nói về cuốn sách hay. Nhưng mà thời gian tới mà nếu có đủ nhân duyên ấy, mà tìm được những người mà đồng hành cùng em để nói về văn hóa đọc để lan tỏa ra bên ngoài, mình sẽ làm thêm, mở rộng thêm. Đây chỉ là hai trong số các thư viện cộng đồng tại Hưng Yên. Trên thực tế, để phát triển và lan tỏa văn hóa đọc trong người dân, các cấp các ngành chức năng mà đặc biệt là thư viện tỉnh Hưng Yên đã đưa ra nhiều giải pháp. Chúng tôi tập trung là bổ sung những tài liệu mà đáp ứng tối đa cái nhu cầu học tập, nghiên cứu giải trí của bạn đọc, đa dạng hóa các cái phương thức, các cái hình thức phục vụ bạn đọc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho bạn đọc đến sử dụng các cái dịch vụ thư viện. Thư viện tỉnh cũng đang tham mưu xây dựng các cái kế hoạch để thực hiện việc chuyển đổi số, trong đó tập trung vào ba cái nhóm giải pháp chính là cái xây dựng cái thư viện điện tử, xây dựng cái thư viện số và số hóa các cái nguồn tài liệu cổ quý hiếm. Đối với thư viện tư nhân, không gian đọc có phục vụ cộng đồng, chúng tôi cũng về tư vấn hướng dẫn về cái nghiệp vụ thư viện, từ cách thức sắp xếp tủ sách, từ cách thức cho mượn. Đồng thời chúng tôi cũng có một nguồn tặng các cơ sở là cái vốn sách ban đầu, tổ chức luân chuyển sách về cho các cái thư viện phục vụ cộng đồng. Nhà văn vĩ đại nước Nga Maxim Gorky từng nói: "Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới." Thực tế hiện nay, sách không chỉ mở ra chân trời tri thức mà còn kích thích trí nhớ, rèn luyện tính kiên trì và mang tới cho người đọc cảm giác thư thái sâu lắng. Đặc biệt trong giai đoạn các thiết bị công nghệ trở nên phổ biến như hiện nay, đọc sách còn giúp nhiều người tránh xa được những thói quen xấu vô bổ như nghiện game, nghiện sống ảo, tư duy thụ động. Do vậy, việc lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng là việc hết sức quan trọng và cần được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Thưa quý vị, làm thật nhiều việc thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đó là điều mà tổ chức thiện nguyện Gieo Hạt Thiện Lành đã làm được trong thời gian vừa qua, góp phần nhân lên những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, giữa năm 2020, 11 gia đình là những doanh nhân ở huyện Yên Mỹ và Khoái Châu thành lập tổ chức thiện nguyện Gieo Hạt Thiện Lành. Đến nay đã có 105 thành viên tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của tổ chức. Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ, giúp đỡ đến những cái mảnh đời khó khăn, đến những cái cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Đấy là mục tiêu và kim chỉ nam chính của tổ chức Gieo Hạt Thiện Lành của chúng tôi. Em Phạm Yến Ly, học sinh lớp 9 ở thôn An Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, là một trong những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức thiện nguyện Gieo Hạt Thiện Lành bảo trợ nuôi dưỡng hàng tháng. Ly mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống chung cùng ông bà. Những món quà cùng những lời động viên của các anh chị trong tổ chức giúp em có thêm động lực vượt khó vươn lên. Hàng tháng cháu nhận được tiền bảo trợ các cô chú, cháu rất là cảm động, cháu cảm ơn các cô chú rất nhiều. Nhận nuôi dưỡng bảo trợ cho học sinh nghèo và người cao tuổi neo đơn là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của tổ chức thiện nguyện Gieo Hạt Thiện Lành trong 2 năm qua. Năm 2021, tổ chức đã quyên góp xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa ở xã Chí Tân và xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Mỗi căn trị giá 190 triệu đồng, ủng hộ xây nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Dân. Tháng 8 năm 2020, vận động các thành viên và nhà hảo tâm thực hiện 2 chuyến xe cứu trợ vào Quảng Trị và Quảng Bình, tặng quà cho người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Với tâm nguyện tôi thì luôn luôn hết sức mình để đồng hành cùng hội và sẽ làm thế nào đó để kêu gọi được nhiều người hơn nữa để tham gia cùng tổ chức, để có thể giúp đỡ được thật nhiều con người hơn nữa. Rất là nhiều người gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì tôi cũng có một chút tấm lòng để chung vào với nhóm quỹ Gieo Hạt Thiện Lành này. Chung tay cùng toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, tổ chức thiện nguyện Gieo Hạt Thiện Lành ủng hộ huyện Khoái Châu 4 tấn gạo và 40 triệu đồng, ủng hộ huyện Yên Mỹ 20 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân và các lực lượng tuyến đầu chống dịch.
tổ chức giao tận hành và một số các cái câu lạc bộ thiện nguyện khác cùng với như các cấp chung tay hỗ trợ giúp đỡ những người mà yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần là lan tỏa cuộc sống nó được ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Tổ chức thiện nguyện Gieo hạt thiện lành đang ấp ủ một số dự án từ thiện trong thời gian tới, vận động thành viên trong tổ chức và các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ bà con miền Nam đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.